Ok, thì xin chào anh em, chào mừng anh em lại quay trở lại với video của DC hôm nay. Thì hôm nay mình xin review anh em một cái sản phẩm không thể thiếu được cho mỗi trung tâm trong xe. Thì trên tay mình đây chính là bình phun bọt lén hơi bằng tay. Bình này có dung tích là 2000 ml. Bây giờ mình sẽ review chi tiết cho anh em cái bình này nhé. Bình này sẽ được thiết kế thành hai bộ phận, một là bộ phận dưới là bình chứa dung dịch, ở trên nó là cái bộ phận lén hơi và bộ phận phun bọt bên trên. Đây là bình chứa dung dịch này. Bên trên này nó sẽ có là cái dụng cụ để chúng ta lén hơi này. Đó, lén hơi. Bên trên này thì có cái đầu béc để phun cái bọt tia xòe, tia trụng. Thì mình sẽ có cái phụ kiện kèm theo luôn. Tiếp tục đến đây là cái bộ phận piston để lén này. Và một bộ phận hút dung dịch lên. Đó. Trên này thì có tay cò để chúng ta bóp này. Bóp này. Khi anh em bóp mà muốn không sử dụng bằng tay chúng ta ấn thì chúng ta có thể khóa trực tiếp cái von này vào. Thì nó sẽ phun bọt liên tục ra cho anh em nhé. Đó. Thì bây sử dụng cái bình này như thế nào? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em chi tiết trực tiếp làm trên xe luôn. Bây giờ khi anh em sử dụng để chúng ta phun được bọt ra, anh em chỉ cần dùng cái tay đẩy chúng ta lén hơi này, lén piston này. Đó, khi đầy hơi rồi nhé, nó sẽ không ấn được xuống nữa. Thì anh em chỉ cần vệ sinh cái logo rất là đơn giản này. Đấy, mọi người thấy không ạ? Đấy, bọt ra rất là đẹp đúng không ạ? Anh em có thể lén liên tục này để mình vệ sinh này. Vệ sinh cần vệ sinh phần nào thì anh em có thể lén hơi để cho bọt ra tia này. Đấy, mọi người nhìn thấy này, tia ra rất đẹp đúng không ạ? Đó, đây bọt ra này. Như này thì anh em không cần phải sử dụng đến máy phun bọt. Tại vì khi anh em sử dụng bình phun bọt ấy, thì anh em phải sử dụng máy hơi vào, nó sẽ tốn điện cho anh em. Hoặc khi anh em sử dụng bằng bình farm ấy, thì phun nó tia rất là rộng, thì anh em lại phải sử dụng máy ở xe ra, vừa tốn điện tốn nước của anh em. Thì khi sử dụng những cái bình farm như này ấy, bình phun bọt lén hơi bằng tay như này, thì anh em không cần phải sử dụng đến máy. Mình cần sử dụng lén hơi như này, mình chỉ mất công sức của mình thôi, nhưng nó không bị tốn cái chi phí của anh em. Thì khi anh em vệ sinh, anh em chỉ cần đơn giản này, đó, sử dụng những cái súng chuyên dụng này, anh em vệ sinh này, nó rất là đơn giản thôi, nó đỡ tốn chi phí của anh em đúng không ạ? Đó, thì anh em nếu mà ở trung tâm anh em cũng lên mua cho mình thêm cái bình lén hơi bằng tay như này nhá, thì nó sẽ đáp ứng được công việc cho mình. Trong một trung tâm nó cần rất nhiều những cái bộ dụng cụ khác nhau, thì DC sẽ cung cấp đầy đủ cho em toàn bộ những cái dụng cụ để phục vụ công việc trong xe của anh em. Đó, thì đến cái phần na răng cũng tương tự như vậy anh em nhé. Thì anh em cũng thể sử dụng những cái bình bằng hơi như này, anh em không phải sử dụng đi bình bọt nữa đúng không ạ? Nó rất là tiện cho anh em đúng không ạ? Đó. Đó, thì kể cả những cái logo, những cái tắc kê như này, anh em có thể sử dụng những cái bình như này được, nó rất là tiện cho anh em đúng không ạ? Thì vừa rồi mình cũng vừa có review anh em cái bình lén hơi bằng tay. Nếu anh em đang có nhu cầu muốn mua sản phẩm bình lén hơi bằng tay, anh em gọi điện trực tiếp cho mình để mình tư vấn cho anh em nhé. Và anh em lưu ý, trên thị trường có rất nhiều những cái bình lén hơi bằng tay khác nhau. Nhưng khi anh em mua hàng, anh em lên test trực tiếp sản phẩm xem bọt ra có đẹp hay không và nó có lén hơi được hay không. Có rất nhiều những cái bình giá nó sẽ khác nhau hoàn toàn, nhưng về cái chất lượng nó khác nhau rất là nhiều anh em nhé. Anh em có thể nhìn này, bình được rất là dày dặn này, bốn được ba cái chân này. Và bình rất là dày, có toàn bộ cái vạch chia bên trên này luôn, để anh em có thể pha tỷ lệ nó rất là đơn giản. Đó. Và quan trọng hơn nữa là nó phải ra được bọt đẹp cho anh em được. Đấy là cái quan trọng nhất để anh em mua cái sản phẩm nó phù hợp với cái công việc của mình hay không. Ok, thì cảm ơn anh em đã theo dõi của mình. Mọi người hãy đăng ký kênh và ấn chuông để ủng hộ bên mình nhé. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người clip sau.